chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mục tiêu đời video chia sẻ với anh em và cái series chuyện nghề máy xúc thì nói chung lái máy xúc của liệu còn là vua của mọi nghề như trước đây. Trước đây máy xúc được gọi là vua của mọi nghề nhỉ, bởi vì trước đây thì được anh em máy xúc thì được gọi là anh máy xúc, rồi là bác lái máy xúc, rồi là những vĩ từ nó cao cả anh em ạ, gọi là máy xúc. Bây giờ thì nó gọi là thằng lái máy xúc rồi đấy, các thứ các kiểu. Và ngày xưa thì lái máy xúc được rất là, bởi vì ngày xưa máy xúc thì nó rất là ít anh em. Và đi học bằng lái máy xúc thì tầm tôi bây giờ lái hơn 10, mấy năm về trước mình đi phụ máy xúc thì rất là vất vả, rất là mất thời gian mới có thể đi phụ được anh em ạ. Thì bây giờ trong trước đây trong tất cả các ngành nghề về tất cả các loại máy phổ biến như máy công trình anh em, ngày xưa thì máy gạt thì nó chưa đẹp như bây giờ, nhưng mà máy gạt nó còn bụi trần, điều hòa và nó chưa như bây giờ. Bây giờ thì máy cái nó san bằng với nhà máy lu, bây giờ nó cũng rất là đẹp, rất là cabin đầy đủ rồi, điều hòa và nhiều những con như con xe lu, con tôi từng xem những con bù mắc anh nhở, bù mắc đời 2010 trở lên là cabin nó ngồi rất là ok và ngồi điều hòa và cái giảm giật chống rung để chống lại sự rung từ lốp của củ bánh trước của nó lên cabin rất là ok, không gần như không cảm nhận không có rung nha bạn. Đó thì những ngành gì thì máy xúc ngày xưa vua mọi nghề, vì máy xúc là ngày xưa nó có cabin từ sớm và điều hòa rất là sớm. Mình đang nói về tất cả các ngành trong các loại máy công trình ấy, nhưng không chia sẻ về không liên quan ô tô. Thì nó cũng rất là lâu, thì rất là lâu rồi. Đó. Thì bây giờ thì nó là đều, bây giờ lái xe lu cũng ngang với đường máy xúc rồi nhỉ. Nhưng hiện tại chỗ của tôi là lương lái xe lu tầm 10 đến 12 13 triệu nhỉ, cũng có. Đấy. Thì lương lái máy xúc thì nhà mình thì tầm 13 triệu hoặc là nhằm vào công việc đặc thù, ví dụ như là làm sông, làm nước, hay làm ao, làm hồ, hay là làm sang tàu làm tàu sang mạn là các kiểu, tầm 17-18 nhầm. Còn không thì nó chỉ dừng ở cái mức lương 15 và 45 thôi nhầm. Đây mình đang đi dưới đường nhỉ, vì thời tiết nó hanh khô rất là nhiều, gây ra bụi rất là kinh khủng, nên là mình đi đánh con máy đi xúc nước, phục nước ở rất là xa dưới đường. Anh em nhìn con máy xúc 450 đằng kia nó đang đi và bụi phủ kín máy luôn. Trên mặt này nó bình nó rất là nhiều.
nhiều nên là nếu mà tưới xe nó chỉ được một chút thời gian một tí, nó không được nhiều, không được lâu. Cho nên là nhà có máy thì cứ đi mà làm anh em. Nước rồi đi như kiểu lực trứng như hứng hoa anh em. Vì ta đi rất là xa và đường rất là sóc, nếu mà đi nhanh thì đến nơi thì không còn hà trước ở đây nhà mình, nên nó đi rất là chậm, nhưng mà nó còn đang sóc rất là nhiều. Để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.